cho toàn bộ công nhân nghỉ làm để cổ vũ U23 Việt Nam. Hơn 1.500 công nhân công ty Mayshinta sẽ được nghỉ chiều ngày thứ bảy ngày 27 tháng 1 để cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển U23 ngay tại khuôn viên công ty. Hòa chung không khí cả nước đang hướng vào trận chung kết lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam với đội tuyển U23 Uzbekistan, tại giải vô địch U23 châu Á, công ty Mayshinta Việt Nam, khu chế xuất Linh Trung 2 phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh quyết định cho hơn 1.500 công nhân nghỉ từ 14 giờ 40 ngày 27 tháng 1 để cầu vũ cho đội nhà. Anh Hà Văn Thành, chủ tịch công đoàn công ty May Sinta Việt Nam cho biết, với tinh thần vì màu cờ sắc áo, dù khối lượng công việc còn khá lớn, nhưng ban giám đốc đã quyết định cho toàn bộ cán bộ, công nhân được nghỉ để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã liên hệ thuê được màn hình lớn 300 inch để tất cả mọi người có thể xem trọn vẹn trận đấu. Trước trận đấu sẽ có màn khởi động làm nóng tinh thần cho các cổ động viên. Giữa hai hiệp của trận đấu cũng có các tiết mục văn nghệ góp vui của anh em công nhân để bùi cổ vũ thêm phấn chấn. Đây là cơ hội hiếm hoi để anh em công nhân thể hiện tình yêu bóng đá, để tinh thần người lao động được nâng lên, xóa bỏ khoảng cách, xích lại gần nhau hơn, anh Thành nói thêm. hưởng mỗi nhân viên 3 triệu đồng cho nghỉ 5 ngày được cổ vũ chung kết U23. Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu với Qatar, một công ty đã mạnh tay thưởng cho mỗi nhân viên 3 triệu đồng và nghỉ làm xem chung kết. Sau khi Việt Nam thắng Qatar, giành vé vào chơi trong trận chung kết, một giám đốc công ty ở Phan Rang, Tháp Chàm, Nên Thuận đã ký quyết định cho nhân viên nghỉ việc từ ngày 24 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 1 để cổ vũ trận chung kết U23 Việt Nam. Qua trao đổi với báo dân Việt, giám đốc cho biết 5 giờ chiều nay công ty còn tổ chức ăn tiệc mừng phát thưởng cho mỗi nhân viên 3 triệu đồng. Thêm vào đó, công ty này cũng yêu cầu nhân viên từ ngày 24 tháng 1 tất cả các tài khoản trên trang cá nhân Facebook phải đồng loạt đổi sang hình cầu thủ Quang Hải hoặc thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nếu cá nhân nào không chấp hành khi kiểm tra phát hiện được sẽ bị trừ vào tiền thưởng Tết nguyên đáng 1 triệu đồng nhiều lao động lúc này cũng lên kế hoạch chờ xem trận chung kết U23 Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 tới. Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền Hà Nội cho biết, nhiều người công ty tôi đang xin thứ bảy tới đi làm ca sớm để kịp giờ về xem chung kết. cả đời mới có một lần, vì thế nhất định phải xem bằng được. Nếu sếp không đồng ý, chúng tôi sẽ từ nghỉ việc không lương. Chị Lê Minh Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội tiết lộ công ty chị đã hủy gần 100 mâm tiệc liên hoan tết niên cuối năm để dành chỗ cho mọi người xem bóng đá. Giám đốc công ty chị còn quyết định nếu Việt Nam giành cúp vô địch thì sẽ chiêu đãi cả cơ quan một chuyến ăn chơi tại resort Đà Nẵng. Trước đó, một số công ty ở Hà Nội cũng đã ký quyết định cho nhân viên nghỉ làm xem bóng đá trận bán kết giữa Việt Nam và Qatar. xem gà tiên tri dự đoán chung kết U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan trước trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan chú gà trống thần tài tiếp tục dự đoán kết quả cuộc thư hùng trên sân Thường Châu vào lúc 15 giờ chiều ngày 27 tháng 1 với hai khay thức ăn để trước mặt chú gà trống này đã chọn khay có hình lá cờ của Việt Nam chứ không phải Uzbekistan Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ vượt qua U23 Uzbekistan để tạo nên cái kết viên mãn của câu chuyện cổ tích trên đất Trung Quốc. Trước đó, chú gà trống thần tài cũng đã dự đoán kết quả U23 Việt Nam là đội giành chiến thắng trước U23 Qatar ở trận bán kết và quả thật Tiến Dũng và các đồng đội đã viết thêm trang sử mới cho bóng đá nước nhà và bóng đá Đông Nam Á không chỉ vậy, chú gà này gây ấn tượng với tỷ lệ dự đoán chính xác tới 100% tất cả các trận đấu của U23 Trung Quốc khi dự đoán đội chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2018 thắng ở trận đấu đầu tiên còn hai trận sau sẽ thất bại. Ngoài ra, gà Tiên Tri còn dự đoán thêm hai trận đấu nữa với sự có mặt của Malaysia và Hàn Quốc và kết quả thật bất ngờ khi chú đều dự đoán chính xác. Thay bát lo ngại cầu thủ U23 Việt Nam khó chơi dưới tuyết. Chiều 25 tháng 1, thay trò Bát hang So, thay vì tập tại sân phụ của sân hao như bố trí của AFC, tất cả chuyển vào tập tại một sân trong nhà nhằm tránh gió và tuyết. Cả ngày 24 tháng 1, huấn luyện viên Bát Hằng So cho các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục sau lần thứ hai liên tiếp phải vắt kiệt sức thi đấu trong 120 phút và trải qua những áp lực cực lớn của loạt luân lưu 11m. Hiểu được nỗi vất vả ấy, thầy Bát đã đưa các học trò đi sông hơi, hồi phục và cùng nhau thưởng thức BBQ tại một nhà hàng Hàn Quốc. Các tuyển thủ U23 Việt Nam buổi sáng ngày 25 tháng 1 nghỉ tập đã tản bộ ra ngoài khuôn viên khách sạn nhằm thư giãn sau những trận đấu căng thẳng. So với ngày hôm qua, tuyết rơi dày đặc hơn và biến khung cảnh tại Thường Châu biến thành một màu trắng xóa ngoại trừ Xuân Trường và Công Phượng đã từng làm quen với tuyết rơi hồi còn thi đấu tại Hàn Quốc và Nhật Bản các cầu thủ còn lại đều lần đầu tiên mới có trải nghiệm này do vậy không ngạc nhiên khi tất cả đều tỏ ra thích thú và hào hứng chơi đùa với những bông tuyết điều này phần nào cũng giúp họ giải tỏa được sự căng thẳng trước trận chung kết gặp U23 Uzbekistan diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 1 Tại Thường Châu lúc này nhiệt độ đang là 1 độ C, tuy nhiên cái lạnh khi tuyết rơi vẫn dễ chịu hơn so với trời lạnh kèm theo mưa. Nhưng đây cũng là vấn đề khiến ban huấn luyện lo ngại bởi nếu phải thi đấu trong điều kiện tuyết rơi thì sẽ rất khó khăn bởi khi đó mặt cỏ sẽ trở nên cứng và trơn ảnh hưởng lớn tới việc kiểm soát bóng cũng như di chuyển. Điều này lại là một lợi thế của U23 Uzbekistan bởi họ đã quá quen với việc sinh hoạt, tập luyện và thi đấu trong hoàn cảnh này. Để bảo toàn lực lượng cho trận chung kết, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhắc nhở các cầu thủ chú ý hơn trong việc tự chăm sóc sức khỏe của bản thân, trang bị quần áo, mũ, găng tay đầy đủ khi đi ra ngoài trời nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng quyết định điều chỉnh kế hoạch của buổi tập chiều ngày 25 tháng 1. Ông hủy tập trên sân phụ của Trang Hao như kế hoạch mà chuyển vào tập tại một sân trong nhà nhằm tránh gió và tuyết. Huấn luyện viên Bác Hang Seo động viên các học trò càng giữ sự tập trung nhưng cũng không nên quá căng thẳng trước trận chung kết. Chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị giống như một trận đấu bình thường, không có khác biệt gì cả. Hai bác, bác vai Quang Hải xem con phượng khoe chân. Huấn luyện viên Bác Hang Seo rất gần gũi với các học trò. Những hình ảnh hậu trường của U23 Việt Nam cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đối xử thân thiết với các cầu thủ như người nhà. Trong ngày hôm nay, huấn luyện viên Bác Hang Seo đã quyết định cho đội tuyển U23 Việt Nam nghỉ ngơi, đội đi sông hơi, hồi phục sức khỏe vào buổi chiều và ra ngoài ăn tối. Để đổi khẩu vị, lãnh đạo U23 Việt Nam đã quyết định đưa toàn đội đến ăn tối tại một nhà hàng BBQ của Hàn Quốc. Trước giờ tập trung đi ăn, người ta bắt gặp hình ảnh rất thân mật của huấn luyện viên Bát Hàng So với các học trò ở sảnh khách sạn nơi đội trú quân. Ông Bát đã khoác lên vai Quang Hải rất thân thiết. Ở một khung cảnh khác, vị chiến lược gia này lại chăm chú theo dõi công phượng cởi giày khoe chân. Những hình ảnh ấy như càng thêm khẳng định ông Bác Hang So là người rất dễ gần với mọi người và thường xuyên gần gũi các học trò. Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cũng tiết lộ ông Bác rất chịu khó lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, chính tính cách dễ gần và cầu thị ấy đã góp phần nào nên chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Bát Hang So thuận nóng các học trò không chỉ có một ngày nghỉ trọn vẹn, toàn bộ các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được xả trại để tự do trước khi có mặt tại khách sạn theo khung giờ quy định sau khi vượt qua U23 Qatar ở bán kết hôm 23 tháng 1 và giành tấm vé vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á 2018, huấn luyện viên Bát Hang So đã dành nguyên ngày 24 tháng 1 cho các học trò nghỉ xả hơi. Do địa điểm diễn ra chung kết là sân vận động Thường Châu nên U23 Việt Nam sẽ không phải di chuyển đi xa và có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Các cầu thủ sẽ được tự do vui chơi mua sắm trong ngày 24 trước khi tập trung tại khách sạn đóng quân đúng giờ quy định. Đây là cách làm tâm lý của huấn luyện viên người Hàn Quốc đã giúp toàn đội thực sự thoải mái trước khi chơi trận bóng cuối cùng và quan trọng nhất là chung kết. Huấn luyện viên Bác Hăng So rất hiểu tâm lý các học trò và thường xuyên có những chiêu để giúp các cầu thủ thoải mái trước giờ ra sân. Ở trận tứ kết tháng Iraq huấn luyện viên Bác Hằng So cũng đã làm điều tương tự với U23 Việt Nam nhằm giúp các học trò thư giãn tinh thần sau những phút vác kiệt sức trên sân và điều này phát huy tác dụng khi các cầu thủ chiến đấu đầy tự tin trước đối thủ U23 Qatar ở bán kết. Vào ngày 25 tháng 1 U23 Việt Nam trở lại tập luyện đội sẽ có hai buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với U23 Uzbekistan trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 27 tháng 1 trên sân vận động Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc, nơi Quang Hải và đồng đội đã đánh bại U23 Qatar hết sức ấn tượng trong trận ban kết hôm 23 tháng 1.